Khánh xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân yêu. Sáng nay thì mình chạy xuống cái đi ngang chợ Thép á, cái mình mua nước đá, mua bánh mì, mua chè. Với một cái quan trọng nữa là mua một con dao. Cho hôm nay xài cho mượn thôi mà. Tại vì sáng gấp quá cái mình đi cái mình quên. Nay mua con dao rồi. Anh Cường với gỗ ốc kìa. Anh Cường với gỗ ốc đang đào một cái lỗ. Anh Cường ơi, em mua con dao nè nha anh Cường. Hả? Dao. Em mới mua con dao nè. Để bánh tái đi anh Tiền ơi, cho ở đây nè. Để bánh tái đây nè, để bỏ nước đá vô thùng đó đi. Hôm qua thì Bình Tâm kêu anh Cường đào một cái lỗ ở chỗ này để làm cái nhà tắm sát bên nhà, cái nhà tắm của anh chị hàng xóm luôn. Ở đây cát đào cũng dễ ha anh Cường, cát mới thôi mà. Chưa, hồi nãy giờ em cũng không có điện nữa. Tính đi xuống rồi con đẩy cát vô nhiều đi nè, đủ đồ luôn nè. Giờ anh lên đào này cái đủ tận cái nếu vô xong rồi lo đẩy cát không rồi cát. Hôm qua cậu Út với anh Cường làm tới đó rồi hả? Đó. Qua mệt. Nắng mà mệt. Dạ, nắng mình thở không nổi luôn. Sáng thì mình nhìn thấy là tại còn rất là mát. Ở phía bên kia là cái hồ. Cái hồ cá đằng đó. Còn phía bên đây thì chòi. Bên đây thì nhà tắm sát bên chòi. Giờ nắng chưa lên cho nên là tại cũng còn mát mát. Thì nắng chưa lên. Nắng chưa lên chứ không phải mặt trời chưa lên. Mặt trời lên rồi. Chị hôm qua em chạy vô nhà anh để cái gì tư dẫn em đi rồi. Dạ. Anh mới vừa về anh ra chuồng gà anh vô anh nghe nói gì thanh. Mày đây mày dẻo hả anh Cường? Mày dẻo ngon lắm á. Thấy là em. Hồi xưa anh thấy sao giờ có mì. Bỏ mì bỏ rồi, bỏ sau ăn mì. Đừng bỏ cơm được rồi anh Cường. Bỏ cơm chả thật. Nói chơi chứ có ngày anh có khi anh không có cơm luôn không ngon. Uống nước no luôn. Mần vậy rồi, rồi sao mà anh có sức rồi mới đi làm ta lại được. Anh sức đầy. Anh Cường với cậu Út á bằng cái phần phía dưới thôi, còn cái phần phía trên á thì mai mốt có ông chú Ba. Chú Ba chú nói ra chú ráp cái nhà xong rồi thì chuẩn bị cái phần tên xong rồi thì chờ cho lúc nào á mà anh Cường làm cái phía dưới này nè. Phía dưới này xong cán xi măng, cán nền rồi á thì chú Ba chú sẽ đem cây cối lại chú gắp phía tên nữa là xong. Mình khỏi có chờ đợi lâu lắm. Ủa khúc này sao anh Cường không xây? Khúc này sao chờ lại vậy anh Cường? Quá mệt nghỉ á. Làm chưa làm xong chứ không phải là bỏ lại phải không? Chút rồi tổng hồ cán nếu như có cán kịp thì đó xây với chút luôn. Dạ. Dạ. Đào cái lỗ vậy rồi đào xuống bao sâu anh Cường? Ví dụ nó
anh đời xuống mà thấy cảm thấy nước mà nó dâng lên nhiều quá thì nó khoảng chừng mét, không mấy thường là trung bình là 1,5 m. Nước dâng là từ cái mặt đất xuống 1,5 m. Nước dâng lên là nước ở ngoài nó vô. Như anh Đồng mới tới lớp này mà thấy nước lĩnh lãng là anh bỏ. Lên sao kỳ vậy? Chứ giờ nước lên người xây cũng vậy mà người xây cũng vậy. À, vậy rồi mình kiếm chỗ khác hả? Không có. Ví dụ giờ mình làm đâu đó thì làm chỗ đó luôn, nhưng mà xây cao lên. Nếu nó mở cái dĩ nó đất thấp kìa, còn đất này cũng không đến đổi. Đất này thì xuống nãy giờ chưa thấy nước. Ủa vậy hả? Ngộ quá vậy? Đào lỗ em tưởng đâu cái lỗ nào như cái lỗ nào. Chứ để mà mốt rồi nước nó lĩnh bỉnh, nó nổi tỉnh rồi nó ngập cái nó không rút không? Ờ, nó không rút. Cái này cái mặt cống mình cái mình đi cầu nó không xuống. Dạ. Vậy là đào hả, nó không có chảy nước ra thì mình đào xuống khoảng 1,5 m. Còn nếu mà mình đào xuống khoảng thước á mà thấy có nước chảy ra thì mình phải ngưng lại đó, mình xây cao lên. Đó, em hiểu rồi. Ngộ ăn. Thiệt ngộ. Ở đó chỗ này bữa hả là cái vũng nè. Thì cái tòm bông cát lấp lại á. Đào tới đáy được rồi. Hả? Chắc không có nước đâu ha. Ừ, nãy giờ cũng được. Thì nãy mình toàn mới điện cho em kêu là chút xíu nữa rồi để chạy xuống coi thử coi xây gạch 20 hay gạch 20. Không à, nói trước đặng, nếu nói trước đặng anh biết anh đào hơn chút nữa. Nếu mà 10 á thì đào nhỏ nhỏ thôi, khoảng 1,5 m thôi. Hả? 1,2 m cũng được, hả mới lấn ra. Đặng 20 thì nó bự hơn, phải lấn ra để nó hẹp. Từ 20 đại đi anh Cường ơi. Từ 20 thì 1,5 m nó còn có 1 m á. 1,1 m. Vậy thì mình lùi bự ra chút. Bởi tầng 10 thì nó còn được 1,3 m. Để thôi xài thời gian cái bắt đầu mình nó có chuyện, nó có tục tặc gì cái mình còn mệt hơn nữa. Phải không? Mình cũng khó lắm. Ít cái tục tặc. Để chút mình đồng chạy xuống thôi coi. Nãy giờ anh Cường đào được cái lỗ bao lớn vậy rồi mà hên hết biết luôn á. Anh Cường đào ngay tân cái góc giữa nằm ngang luôn, không né tới cũng không né lui được, hay thiệt luôn á anh Cường. Mà cái góc dừa này làm như nó muốn một rồi anh Cường. Dừa non á, chỗ này bên hông là nhà tắm của nhà anh Lâm. Giờ anh Cường ảnh căng dây để làm cái nhà tắm, cái chu chia bằng chu vi hả? Cầm dấu hả anh Cường? Cầm dấu. Phải nhỏ mà anh Cường bứt hay anh Cường. Quấn cột lại, quấn cái. Ba mét rưỡi đi, nó hôi làm càng rộng càng tốt. Nó nói vậy á. Tại vì nhà tắm thì mình đâu có đổ đà đâu, đâu có cũng đâu có tốn nhiều tiền phải không anh Cường? Không, cũng nhiều tiền. Dạ, vậy làm rộng rộng đi. Làm rộng cho nó thoáng, cho nó ngon. Cái chiều này tới 2 mét rồi. Chiều 2 mét rồi, nó rộng rồi. Dạ. Là mấy à anh Cường? Một cái kia là 2 mét, 1,5 m, 2 mét. 1,5 m, 2 mét. Ừ, còn bên đây là như hai ngăn á, một ngăn là 1,5 m, 2 mét, một ngăn là 2 mét vuông. Dạ.
Vậy được hay anh Cường? Dạ. Hai ngăn, một ngăn nam, ngăn nữ. Ủa không phải ngăn nam, ngăn nữ mà ngăn để tắm, còn ngăn thì để đi toilet. Ngăn nào đi toilet, ngăn nào để tắm? Ngăn bự tắm hả? Ngăn bự tắm. Dạ. Mình vô toilet mình đi tao tắm được không cả? Bông sen. Mấy con cái này cày nước. Giờ anh Cường làm cái chu vi để làm nhà tắm. Ủa nó ra tới. Ủa anh Cường cầm đải ngoài này phải không? Cầm đải thôi. Qua toilet đi tắm được chứ còn qua nhà tắm mà đi toilet là không được. Cũng được thôi, giống như chút. Được mà hơi cực. Bây giờ thôi nói sự nói quở chứ lỡ hai người đi ngược rồi sao. Gấp quá rồi. Không là nhà tắm ở đây thì để tâm gia đình đi thôi. Ở thăm nhà với có người ai vô chơi đồ á anh Cường thì đi ở đây cũng được. Nè em nghe ông Tàu nói mốt còn làm thêm một cái nữa. Cái gì? Cái nhà tắm nữa. Dạ. Nhà tắm kia phải dắt dễ à. Nghe làm đâu dưới vậy thì em đó em đi ống chờ ra xong ngon hơn cái này. Ống chờ là ống gì? À, ống lỡ một cái dư ra nó ra xong luôn. Nó tàn. Tàn cái nước đó phải không? Nước cái gì cũng vậy. Nước tàn nó dư thì nhiều quá thì nó tàn. Còn đây nó không có chỗ nó tàn. Đây là chỉ rút rút thôi. Là chiều ngang á, nó có 1,5 mét thôi, chiều dài được 2 mét. Chiều ngang là chiều nào anh Cường? Chiều ngang là chiều này, tại cái mặt cái cửa nằm đây. Hả? À. Ở đây qua đây có 1,5 mét. Dạ. Còn vô đó 2 mét. Vô đó 2 mét là. Rồi từ đây vô đây 2 mét. Dạ. Còn đây qua đây là 1,5 mét. Hả. Còn cái này là cái hầm thôi. Cái này nếu mà ấy thì chắc anh cũng phải đào lộ con đường để anh đi đá rồi cho nó chắc. Còn này thì tôi tin cái nắp đan này. Nó cho nó đi nắp đan hết á thì bự quá hao. Khỏi con, khỏi làm nước cho cô. Mình mới vừa ở bên đó chạy qua bên nhà của anh Hậu. Bữa nay anh Hậu còn ở bên bệnh viện hả chú? Từng ngày nữa. Dạ. Từng ngày anh Hậu về. Về được bao lâu chú? Dạ, chị cũng từng một bữa đó. Dạ. Chị cũng còn nuôi ảnh đó bảnh. Rồi chú rước hai đứa nhỏ đi dạ, học về đi, hả? Còn đứa nhỏ thì chở theo chứ không hả? Dạ. Còn gì thì đi dạ, làm vừa rồi. Đi làm. Dạ. Bữa nay thì mình ghé qua đây. Mình gửi cho anh Hậu một món quà. Quà này là của cô chú Jimmy. Cô chú Jimmy nhờ mình gửi cho anh Hậu một món quà, đó là 100 đô. Thì mình đổi ra là được 2.325.000. Chú đếm lại giùm con nha. Rồi chú đếm lại giùm con nha. Quà này là của một cô chú ở bên Mỹ gửi cho anh Hậu để phụ với gia đình mình lo thuốc thang điều trị cho anh Hậu. Chú cũng xin cảm ơn anh chị giúp đỡ cho con em. Em cũng thành thật cảm ơn và
Cầu anh Tranh chúc phúc cho anh chị được dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn. Con cũng xin thay mặt cho gia đình của anh Hậu, con gửi lời cảm ơn tới cô chú Jimmy rất là nhiều. Tuy là ở xa xôi và chưa có gặp mặt nhau lần nào hết, nhưng mà qua những cái clip trước thì cô chú cũng nhìn thấy được cái sự khó khăn trong gia đình của anh Hậu. Thì cô chú cũng có một tấm lòng muốn chia sẻ, giúp đỡ trong cái sự khó khăn này. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con cũng cầu xin Chúa chúc phước trên sức khỏe, ban sự bình an, ban sự dư dật trên tài chánh của cô chú, trên gia đình của mình, để gia đình của mình có được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc hơn. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mình mới vừa qua bên nhà của chị Hai, mình rủ chị Linh á đi qua nhà của mẹ ruột chị Linh để mình muốn thăm dì chút xíu. Rồi chị Linh nói là chờ chị Linh chút xíu, chị Linh đang hấp hộp gà. Hấp hộp gà xong rồi chị Linh đi với mình. Chị Hai. Chị Hai, mình thấy chị Hai đang có bánh. Đang gói nè, sắp gọi rồi. Dạ. Nếp nè, nếp nè, chuối trộn nè. Dạ. Khánh có thích ăn này không? Dạ, con khoái ăn chuối kia. Chuối trái phải không? Dạ. Con cái nào ra cái đó con không khoái lộn xộn. Như cái kia mình cắn mình biết cái chỗ nào cái mình né qua mình né lại vậy vậy hay. Con khoái vậy. Chỗ này có người nó thích trộn gì. Hả? Vậy thì nó ngọt đều hết tần. Chỗ nào cũng như chỗ nào. Hôm qua ăn có ăn mì không? Mì nướng không? Dạ, con tiện nó ăn. Hôm qua ăn tiện ăn, người con thì con chưa ai ăn cho nên con không dám ăn. Xong rồi cái tới hồi cái ấy cái con chạy về, con gấp quá con chạy về đi công chuyện tiếp. Hôm qua cái cha cô kia cũng cho cũng mấy củ mì hà. Rồi la để nướng đem xuống dưới cho anh Khánh rồi mấy người bằng ăn. Dạ. Tiện nó ăn nó khen ngon. Nó khen gì hay làm khéo. Nó mì á mà nếu nhiều mì á là nó dai, nó dai hơn cái đó. Dạ. Bị mì ít cái đậu xanh nhiều á nó không dai. Dì Hai xay mì hả? Mày mì gì hay? Mày bằng cái mu tưa nậu dừa á. Hả? Rồi bữa nào có mì về làm ngon cho ăn. Ủa cái này là bánh chiên hả dì Hai? Ôi bánh chiên. Ăn đi. Dạ. Bánh đậu á. Dạ. Con này. Con này gì vợ chị chiều nay chị nướng chị bán cái này hay gì hả? Ừ. Con Cúc hả? Ôi có mời Cúc nữa nè. Ôi em khoái ăn mời Cúc, em khoái ăn làm Cúc nướng á. Nói nghe chiều chiều lên chơi gì ăn. Dạ, chiều chiều nay con lên con ủng hộ chị Linh này. Ừ. Dạ. Mấy giờ chị Linh đem ra nướng bán vậy? Cỡ 12 giờ. Vậy tươi chứ đâu phải chiều. Tới chiều à, bán tới chiều mà chiều Khánh lên. À, hả? Chị Linh làm gì vậy? Làm nước ốp mì nè. Mì gà. Mấy bữa nay cô Khánh á điện cho chị Hai hoài nè. Dạ. Ăn liên hệ với cái ông bác sĩ á. Dạ. Lên phố mổ. Dạ. Cô Khánh cũng mới điện nè. Dạ. Thứ ba mới đi. Dạ. Dạ. Dạ thứ hai nằm bữa chủ nhật là sao vậy hai vậy tên vậy hai? Nằm bữa chủ nhật. Gì gì bà? Hai bữa chủ nhật á. Dạ. Sợ mình đi khám không được. Dạ. Để thứ ba đi. Thì như bữa hổm mình có cho ông bà cô chú anh chị biết á là có một cô này làm bác sĩ ở bên Mỹ. Thì sau khi mà cô xem clip của mình á thì cô Khanh thấy được cái bệnh của dì Hai và cô hiểu được cái bệnh này như thế nào, cho nên là cô Khanh muốn giúp đỡ cho dì Hai để dì Hai chữa cái bệnh này. Rồi hôm nay thì cô Khanh liên hệ với dì Hai, rồi hai người liên hệ với nhau, rồi khi nào dì cô Khanh có dặn mình là khi nào mà dì Hai mà đi lên thành phố khám thì sau khi mà có giấy tờ khám rồi thì mình sẽ cho cô Khanh thấy cái giấy tờ đó như thế nào. Cô Khanh coi qua rồi có gì cô Khanh
góp ý rồi hướng dẫn dì hai để mà và giúp đỡ dì hai cái phần còn lại để dì hai tỉ căn bệnh đó luôn. Đó. Cô Khanh cũng nói là cái bệnh của dì hai là lâu lâu mới có người mà tự nhiên là giống như là cha sanh mẹ đẻ mình ra là mình có bệnh vậy á dì hai. Chứ không phải là mình ăn túng gì mình bị. Cho nên gì cũng gầu lắm. Cái bệnh này á là đâu có làm gì ấy đâu mà mình cũng sắc nhưng mà cũng sắc vừa vừa nhưng mà tại bệnh. Thì ai cũng là phải làm nặng làm nhẹ hết. Thì cô Khanh nói á là cũng như gì đi lên tỉnh á thì có ông bác sĩ cô Khanh nhờ tỉnh á để mà lo cho dì hai trong cái lúc mà mổ á. Dạ. Thì nãy có điện về xin số đưa lấy số của thằng Cục á. Dạ. Ủa cái đó là cà chua hả chị? Gất. Ủa cái màu á. Màu gất hả? Dạ. Rồi giờ chị nhúng vô chưa? Chưa, giờ còn nóng chưa nhúng. Ôi Cúc có tiếng nữa nè. Cúc đẻ mà. Ngon quá. Ngày mai chị Linh bán thêm chân gà nướng. Cúc nướng thôi để mời hả lên. Đi xong mời mời Linh quay, mời quay cái đồ mới mua cái đồ quay á, đồ nướng. Cái á. Đồ quay. Cái đồ quay phải không? Quay á mà. Anh Quẹo. Chào anh Quẹo, lâu quá không gặp anh Quẹo. Lâu quá ha. Lâu quá. Cũng 2-3 ngày ha. 2-3 ngày. Vậy là chị có đi dưới hả? Có chứ. Mới hôm qua đây à. Nay 2 ngày rồi. Hôm qua ngày nay ngày. Cái này chị Linh mua để bán này phải không? Để làm bán á. Còn cái này là chị Linh làm sẵn rồi. Đây. Bữa nay chị Linh làm nhiêu cái hộp gà vậy? 60 cái hả? Ngày hôm qua có làm không chị? Có ngày nào không làm. Đó. Hả? Cho ai không hỏi hôm qua chị Linh bán ế dữ không? Hỏi vậy bị ăn đòn quá. Hỏi hả? Hôm qua anh Quẹo ăn hộp gà dữ không? Hôm qua tiền mua. Ở đâu vậy? Hôm qua tiền mưa hết á. Dạ. Chị hết đấy hả? Lớp dưới nữa. Ủa chị Linh chụm nhiều lửa vậy hả? Chưa sôi. Chừng nào sôi mình bớt ra hả? Chừng nào nước nó sôi á mình mới bớt nó ra được. Dạ nó còn sôi thì cứ lửa mạnh. Giờ đặng cho nó có cái hơi. Mày chị mặn luôn hả chị Linh? Ừ. Là chị mua cúc sống hả? Mua cúc sống mà ở tên lò người ta có mặn cho mình luôn. Như mình vô mình mua rồi cái người ta bắt nước. Chờ chút rồi. Bán ký hả? Bán con hả chị? Chị chuẩn bị ướt cái này hả? Quậy cho nó nguội. Còn nóng cái mình để vô nó chín này. Phải cho nó nguội mới để vô được. Xỏ xiên đồ vô ha. Vậy là làm sâu sâu dễ tở. Em thấy ăn lòng cúc á. Hồi đó lâu lâu cái em ăn. Cái em ăn thử lần cái em thấy ngon. Cái em ăn nữa. Nói chung mề, bánh mề ai cũng thích. Còn da ngon. Bên đó nó thích mề. Thì tội nghiệp cho cô Khanh á. Cô Khanh điện hoài à, tội nghiệp. Ai nãy mới điện là la điện rồi la ra thôi giờ chị ăn cơm nha. Giờ 6 giờ chiều. Giờ điện rồi lấy số điện thoại của thằng Thục á. Rồi đang để điện với thằng Thục nói chuyện qua lại vậy. Bữa hổm thì cô Khanh có điện cho mình, cô Khanh nói là vì hai thì người dân miền quê cho nên là không, cô Khanh muốn hướng dẫn như thế nào để mà dì hai lên tới tỉnh rồi tới ngay chỗ khám rồi làm sao vậy đó. Thì mình có nói với cô Khanh á là dì hai có một người con nữa là em của anh Quẹo thì hôm bữa đi về đi tắm còn á. Thì anh đó anh đi làm ở thành phố thì mình nói với cô Khanh liên hệ với ảnh thì chỉ dẫn với ảnh rồi từ từ rồi ảnh khi nào dì hai đi lên tỉnh khám thì có ảnh cũng chỉ được cho dì hai chứ mình thì mình không biết đường tên Sài Gòn. Con dở lắm. Tôi cũng dở nữa tôi nói. Thì cô Khanh nói tiền bạc á
mà tiền viện phí đâu đó. Dạ. Ví dụ mà đưa cho em, em tính là đưa cho ông bác sĩ, nói thôi nhờ luôn cho ông bác sĩ giùm em luôn, tại nhờ ông bác sĩ tới lui á. Ừ. Thì nói thôi vậy nhờ luôn em đi, chứ em cũng nhà quê, em cũng gần nữa. Ừ. Đi không biết đường đi nữa mà đâu có gần mấy chuyện đó được. Ừ. Chứ mình lúc đó mình mổ, ừ, mình đau bệnh mình không có, ừ, lo mấy chuyện đó được chị hai ơi. Ừ. Để nhờ cô Khanh nhờ ông bác sĩ giùm luôn. Ừ. À, thấy cô Khanh cũng nhiệt tình giúp đỡ, rồi thấy điện tới điện lui hoài á, ừ, cũng thấy thương. Ừ. Ừ, hôm qua cô Khanh nói là ăn một cái bánh dừa bển vậy là 50 ngàn. Ừ. Hỏi dì hai chứ đây bán nhiêu, dì hai nói 30 ngàn chục, mà 12 cái cũng như có 2.5 chục chứ vậy. Nó rẻ vậy mà cô Khanh nói thôi ở bển là ăn phải 50 ngàn cái bánh dừa. Vậy giờ dì hai có gửi cho Khanh nhiều cái thì dì hai gửi đi. Sao không giờ mà, nếu gửi được là dì hai gửi thì... Dì hai gửi qua ống kính của con nè. Trời ơi, em nói muốn gửi cho dì hai, dì hai gửi cho cô Khanh để bánh dừa ăn, cho biết cái bánh dừa của dì hai là giờ không biết cái điều kiện nào gửi được. Ừ. Thấy cô Khanh không được. À. À, sau này ông bà cô chú anh chị về quê hương của con chơi và có điều kiện có cơ hội tới thăm tụi con á thì sẽ được thưởng thức cái bánh dừa của dì hai làm. Dì cũng mong muốn tới chuyện đó đó. Dạ. Dì cũng mong muốn tới chuyện là ở cô chú anh chị dì bển à về đây thăm quê hương đó, là ghé gì ghé hoặc là ghé chỗ ông Khánh á. Ừ. Để gì là đẩy bánh dừa. Ừ. Chứ giờ mình không biết làm sao nữa nha. Câu Khanh, chị Khanh nói thì tội nghiệp. Ừ. Quá. Dạ. Con biết á là có nhiều ông bà cô chú anh chị á xa quê hương nhớ bánh dừa dữ lắm. Nhớ bánh dừa, nhớ bánh mì, nhớ bánh xèo, nhớ bánh khọt. Nhớ gà tre, nhớ đủ. Cho nên là nhớ bánh cục nè, rồi gì nữa chị Linh? Rồi đúng rồi, bánh canh bột sắt nè. Bánh canh bột sắt của chị Linh nữa. À, con cũng hy vọng là mong sớm sớm tới ngày đó để mọi người được thưởng thức lại những cái gì mà quê hương mình đang có. Vậy cái chị Linh đẩy bánh canh bột sắt rồi nha. Bánh canh bánh dừa, cái uống nước dừa cái là ngọt. Thấy tình nghiệp. Ừ. Hôm qua đây chỉ điện qua. Ừ. Tính thứ hai đi, mà thứ hai thì nhằm bữa chủ nhật. Để thứ hai nhằm bữa chủ nhật là ăn sao vậy hai? À, nhằm bữa chủ nhật người ta đâu làm. Thứ hai nhằm bữa chủ nhật là sao con không hiểu? Mùng 2 là nhằm bữa chủ nhật, tính đi bữa mùng 2. Ừ. Tính đi chùa bữa mùng 1, rồi mùng 2 đi thành phố. Ừ. À con ơi, rồi con biết rồi. Ừ. Chứ gì á, thứ hai nhằm bữa chủ nhật con không hiểu gì. Mùng 2 á. Dạ, mùng 2. Mùng 3 là gì đi á, em nói với cậu Khanh rồi á. Dạ. Dạ. Mình hôm cũng có điện nói. Là bận này là gì hay đi khám thôi đúng không? Đi khám chứ người ta cho nhập viện mổ là gì mổ á, chứ hôm nay cái bụng gì quá trời. Nó có đau nhất gì không vậy hai? Nó nặng gì đi đâu. Dạ. Thì nó khó, mệt. Dạ. Vì muốn ngồi không hả? Dạ. Nên giờ hả lên tỉnh nếu người ta thấy được thì người ta cho mình nhập viện mổ. Đứa này là đứa cuối nha, không đứa nào nữa nha. Đứa này nó thôi á. Hai chỗ rồi người ta không cho mổ thứ chỗ thứ ba nữa. Mình mổ ngang hay mổ dọc qua gì hai? Mổ vậy nè. Dạ. Thẩm lội ngay đây nè. Dạ. Nay nó quanh đây rồi nè. Dạ. Nó dùng bên đây rồi nè. Dạ. Bữa hổm nó ngay đây nè. Ừ.